Hello mấy bạn, lâu rồi không gặp, mình nhớ các bạn quá. Mà nói nghe đúng ghê. Xin chào các bạn, đã lâu không gặp. Các bạn có nhớ mình không? Mình nhớ các bạn lắm. Mà nghe ghê quá. Thì hôm nay á, thì bữa giờ mình có bận một vài công chuyện, với lại mình có bị một vài nỗi đau về thân xác, nên mình đau quá mình đi quay vlog không nổi. Thì tuần này mình sẽ đi quay vlog bù. Và hôm nay thì tính ra đáng lẽ là mình đi quay vlog, đi quay vlog về xe, về coi show, về mấy cái trip tiền á. Nhưng mà thì giá vé mắc quá nên mình có nhờ ba mình chở đi. Giá vé là 50 đồng để cho một người vô chổng, còn có tiệm đậu xe là 30 đồng, tổng cộng là 80 đồng lận. Nên mình muốn tiết kiệm 30 đồng đó, nên mình mới kêu ba mình chở mình đi. Tới đó mình sẽ tiết kiệm được 30. Rồi lát hồi mình sẽ đi với bạn mình về. Tao vô luôn. Vô luôn hả? Nhưng mà ba mình không chịu. Ba mình đòi phải dẫn ba mình đòi là mình phải dẫn ba mình đi mua chim. Tại vì ba mình hồi sáng đi chợ mới mua cái lồng chim về, không biết sao giờ này ngựa đi mua chim. Tu rồi. tu mà chơi chim. Chạy với mày mà không hiểu gì chứ. Hiểu gì? Thì đó, bây giờ mình sẽ dẫn ba mình đi mua hai con chim để cho ba mình chở mình đi tới đó. Lại 14 con. 4 con luôn. Mà không biết đúng không ta? Mình có lỗ. Ủa, vậy nãy giờ tính ra con lỗ. Cái chỗ đậu xe có hai mấy đồng à? Ừ. Ngày trước nó 50. Rồi ba kêu con dẫn ba đi mua con chim. Đoạn chim nhiêu tiền? Bốn con, hai con 40. Sao ba biết hay vậy? Có giá rồi. Bốn con 20. Hai con 40. Giờ tính ra quầy tiền luôn. Vậy không. ba được con chim nè. Má khôn vậy. Mày khó chứ. Trời. Má già điếm thiệt. Thôi mình mua vé đi, mình mua vé ta đi, người ta mua chặt chi. Mua chặt. Ba đi coi show luôn. Chứ giờ luôn bắt nó chạy về nó phê quá vậy. Sao bạn? Các bạn có đồng ý mình dẫn ba mình đi coi show luôn không? Mình cũng chưa biết nữa, mình muốn vòng ở nhà không, mà lên chảnh chán lắm, lên chảnh ồn ào quá. Thế nào không bỏ về sớm. Rồi tốn tiền nữa. Thì đâu về thôi. Cũng coi rồi. Vậy muốn đi hả? Chơi luôn hả? Thì sao giờ? Đợi về phải bỏ chim vô ta. Ba hiểu không? Là ba lên chảnh là vừa tốn thêm cái vé, nó vừa tốn thêm cái tiền đậu xe nữa, rồi tốn thêm hai con chim nữa. Ông chim mà phải mua rồi. Vậy là nhất quyết có thể không đi coi show mà phải mua chim. Đúng không? Là coi suy nghĩ rồi. Căng dở. Chim là cuộc sống, chim là sự sống, mình phải đi mua chim. Già là phải chơi chim. Chơi chim cho tỉnh. Quán gì đây? Đụng đít. Phải không? Chứ sao nước dầu đi đường. Thẳng luôn đi qua tú bên kia lận. Sao đang nghe nhạc là tắt đi? Đang quay phim mà. Kể gì đó. Trời từ không nổi mà ói quá. Evo, Subi. Trời, lơ lơ luôn. Giờ đây là bây giờ đã tới chỗ Best Small. Giờ đây mình đã tới cái chỗ, một trong những chỗ chuyên bán mấy con thú cưng, nói chung là mấy con thú nuôi lớn nhất tại Mỹ. Không phải lớn nhất tại Mỹ, như là cái hiệu này là một trong những hiệu mà bán mấy con thú nuôi lớn nhất tại Mỹ. Thì trong đây nó có bán nhiều cái lắm. Nó bán như là chim, chó, mèo, cá, rồi mấy đồ ăn cho mấy cái, nói chung là mấy cái dụng cụ, mấy cái đồ ăn, rồi mấy cái vật dụng liên quan tới mấy con thú. Thì bây giờ mình sẽ đi vô chổng. Đó, các bạn thấy con chó không? Dễ thương không? Rồi, thì mình sẽ vô chổng kiếm con két với ba mình. Đây là mấy con mèo. Trời, dễ thương quá. Mèo Việt Nam, mèo Mỹ khác mèo Việt Nam ghê. Trời, mập dở lắm. Đây là con chuột giả nha. Trời, sao mặt buồn vậy?
Trời đúng đẹp luôn. Oh my god. Vừa mới vô cửa là muốn đứng đây trong đây luôn rồi. Dương quá, dương quá, dương quá. Đem con về nha. Đem con về nha. Say hi to camera. Hello. Come on. This big one is so cool. I think we approached him too. How old are they now? Who's that? How old are they? I'm not sure, they're not mine. Oh, oh sorry. Like, yeah, we just came right now. Yeah. I like a big fat these, one. These are small, like, they're kids. They're like newborn. Đây bên Mỹ coi mấy con thú còn cũng như mấy con người vậy đó, nó bán đầy đủ. Có mấy con hả, tao có chưa. Đây là mấy cái đồ ăn cho nó đại loại. Tao mới vô đây quay nhiều quá không biết quay gì luôn. Mà đi xuống dưới coi mấy con két kia đó. Oh, đây là mấy con thằn lằn. Đợi xíu bà ơi, con coi nè xíu bà. Hey, come on, hold that xem. Mình không ngờ là trong đây có bán thằn lằn luôn á. Ô mất mẹ, nó trốn đâu rồi. Mấy con này nhìn khó biết lắm. Nó chung màu với cái này nè. Và đây là cái hồ cá, mình sẽ quay lại quay mấy cái hồ cá này sau. Mấy này là mấy cái đồ mà để trong hồ cá đó các bạn, mấy cái kia là mấy cái decor đó. Để trong hồ cá kiển cho nó đẹp vậy đó. Ok, giờ đi qua kiếm con két cái đó. Ồ, mấy con này hả? Mai quanh quét quanh phi nè, 500 giờ. Là mua một con tặng con. À. Mua con két tặng cả. Bốn con dưới đây. Dưới đây nè. Mấy con này hình như là mấy con ủa gì đó. Hình như mấy con này mấy kia mấy con yến rồi đúng không? Con két. Con cá. Con két như mà loại bên... Mấy con này giống như nhà cậu 6, 7 hồi xưa nhà mình nuôi nè. Trời 23 đồng một con, là có nghĩa là mua một con tặng một con. Đâu có. Đó. Đâu đó trừ rồi. Thì 23 đồng một con là mua một con. Ủa. Hỏi đi. Thì bây giờ là 23 đồng một con đúng không? Là mua một con được tặng con kia nửa tiền, là tổng cộng ba mấy đồng á? À thì 40 á. Giờ muốn lấy con nào? Lấy bốn con. Lấy con này đi. Hỏi bốn con làm gì? Lấy bốn con đó mới vui. À, lấy con cái xanh đó. Nè. Lấy một con ý. Lấy con này nè, lấy hai con này với lại con, với lại cái con mà đuôi xanh đó trọng á. Ờ à, đó đúng rồi. Wow, giờ ok mình sẽ đi kiếm người trợ giúp. Trời đất ơi. Mua mấy con này giờ không mua nè, mấy con chuột nè. Này là mấy con hamster nha các bạn. Không hiểu sao không có nhiều người ăn được mấy con này, ăn được mấy con chuột nhìn cứng gần chết. Ủa 15 đồng á. Gì? Mua này dễ nuôi hơn. Mà em không thích đâu. Mà nuôi con này hả? Trời má nhìn dễ thương chết. Ê luôn. mua lại thôi. Thấy chuột nuôi con này có lý hơn á. Rồi nó cái này nó ỉa thôi. Ủa chứ mấy chim không ỉa quá. Thích hơn. Ok đi kiếm người trợ giúp đi. Để đi kiếm người. Hello. Excuse me. Yeah. Can you help me get some birds? I can send someone over there. Yeah, okay. I'll wait over there. Thank you. Vậy mình đã kêu người trợ giúp rồi và người ta nói mình sẽ phải đợi ở đây đợi chim tới. Ở lòng để bắt chim. Yeah. I want to get a four of them. I'm sorry? I want to get a four birds. Okay, I got someone coming on over here. Right. Yeah, Raven, if you could meet me over here by the parakeets, please.
Hey, we're calling PetSmart Huntington Beach. This is Bill speaking. I can help you. Chuẩn bị đem vài bé chim về nhà. Yeah. Tới rồi. And you know, do you know the basics of how to take care of them though? Yeah, I think my dad know. My dad know how. Your dad knows how? Yeah. Okay. Okay, so you wanted four. Yeah, four. Which ones? Cause they're. I wanna get the one with blue tail right there. Uh huh. And this one, the gray one, and one green one. Three green one and one that purple. No. That one, this one, the green one, and that one. Not Johnny, no. I want three green one and one only. Okay. So one blue one and three green one. Okay. All right, give me 1 second. Let me go get the paperwork and two boxes, okay? Oh, thank you so much. Thì mình muốn một con màu xám, một con màu xanh. Hai con một con màu xám, một con xanh dương, hai con xanh lá cây, mà ba mình thì muốn một con xanh dương, ba con xanh lá cây. Thì yeah. Mấy con xanh lá cây nó khỏe hơn. Phải không? Khỏe hơn. Thứ con chơi nó tròn hơn. Bởi vì lửa đừng lửa bự mà lửa nó tròn á, mấy con mà thấy nó cái đuôi nó thẳng á, cái người nó lông nó bước. Sao đành chim vậy? Ôi, không biết bố này cái này loại này cho nó được không? Phải ăn này không vậy? Thì thấy cái nào là food á. Trời. Con này con gì vậy? Ồ, này là con heo. Heo chuột. Mấy bạn nào có nuôi mấy con này qua thì comment ở dưới cho mình biết là nó có dễ nuôi không, để mình muốn nuôi. Mình thì mình ghét mấy con chim lắm. Mình thích mấy con chuột. Trời coi mẻ chạy rồi, đụng đít bự phải chuối. Mình không nghĩ mấy tiệm mà bán mấy thú khu cưng Việt Nam nó đẹp như bên đây đâu. Thì hồi đó giờ mình hay vô đây mình mua cá thôi, chứ mình thật sự cũng không có quan tâm tới mấy cái con này nữa. Mà thôi thì hôm nay mình đi quay lót mình mới coi nó kỹ như giống vậy. Dán lên gần tới nồi rồi, nồi thịt á. Phi tỏi hết trơn rồi. Để mà vô luộc mày luôn. Và mỗi một khu vực nào thì cũng có riêng những cái dụng cụ cho những cái khu vực đó. Thì bên đây là bán chim, thì đây là chim. Và bên đây là những cái đồ cho chim. Đây là mấy con treo, mấy con đồ chơi để treo trong lòng chim. Đủ loại. Thấy nuôi con chuột dễ hơn quá. Nhưng mà con chuột nó sẽ dễ hơn tự nhiên rồi, nhưng mà người Việt Nam mình thích con chuột hơn. Trời, múc lai đẹp vậy. Bà đứng đây, bà canh đi, bà người ta tới vậy. Đây là mấy cái coi cái mặt. Đây là mấy cái đồ dây đeo cổ cho mèo. Ôi trời. Scare me. Mình cũng không biết mấy cái này là để cái làm cái gì nữa. À. Là mấy chỗ nằm cho mèo. Kinh không? Má Việt Nam cho nằm nóc nhà thấy mẹ luôn. Bên Mỹ rồi kìa. 100 đồng cho cái kệ đó cho nó nằm. À, đi coi show không có tiền nữa, mua cái này chết. Tiệm này thì được quyền dẫn mấy con thú nuôi vô luôn, tại tiệm này do mấy con thú nuôi mà. Mình vô đây thì mình là chỉ phục vụ cho tụi nó thôi. Mình vô tiệm này để phục vụ cho mấy con thú nuôi. Ở Việt Nam là nó canh nhà cho mình, ở đây mình canh nó. Không thôi nó chạy mất đi kiếm nữa. Ủa có chưa? Đâu? Bắt hả? Giờ đang ngồi đợi hả? Yeah, that one. Oh my God.
Bắt đúng cực luôn. Ba như điện nha. Anh em nào mà coi clip này có kinh nghiệm nuôi mấy con này thì comment ở dưới cho mình biết nha. Tại vì mình cũng phải cần học hỏi thêm. Mặc dù ba mình mua nhưng mình cũng nuôi chung luôn. Bà này bắt chim dở quá. Bắt chim phải để con trai bắt. Này chụp tay còn lẹ cái vợt nữa thề luôn. Ơi được rồi. Rồi nắm đầu. Hả? Cái gì? Mang mực. Mua làm cái gì? Để trong để ông chồng chơi vui vậy hả? Ông đã ăn. Ăn hả? Còn cái này là cái bịch đồ ăn đó đúng không? Con này bay đuôi đẹp quá. Đã thấy không? Cái đuôi màu xanh. Tội bà này quá, nhìn bà bắt chim nó thấy sáng luôn quá. I think grab them by the hands faster, right? Ở đây đông quanh tôi đang đi quanh chút kìa, đi quanh. Đắt cho anh, đắt cho. Trụng bà, đắt quá. Thôi như cắt quá đây mà chú qua. Rồi được thêm con nữa rồi. Bây giờ mệt quá rồi không có chọn nữa thì bắt được con nào lấy con đó luôn. Mỹ đi ngang nhỉnh cười luôn, điên quá. Không ngờ lại có một ngày này mình lại trở thành một người nuôi chim. Bình thường ngoài đời mình cũng mê chim lắm. Hôm nay mình bắt đầu mới chính thức là nuôi chim. Bắt chim là do duyên số mà. Nhiều khi mình thích cũng không được nữa. Duyên tới thì mình bắt thôi. Nhìn anh ta kìa. Mê chim quá. Hello little guy. Hello. You like bird too? Yeah. Yeah. Buy one. It's one. Yeah. Mình đang dụ thằng nhóc mua chim. Chuẩn bị đi về rồi đó. Mà nãy giờ nó chạy 15 phút chưa nghỉ nữa. Mấy con này nó tập thể dục còn ghê hơn người nữa. Mà sao mày mập quá vậy mày? Hả? Mập quá à. Mập giống á, loại giống Út Tiền á. Cưng à. Dạ đây. Mình sẽ đi theo cô ấy ra tính tiền. Ta bắt được rồi. Doing good. How are you? Bên đây mua thú con nào cũng có giấy tờ nữa các bạn. Chim cũng vậy, cá cũng vậy luôn. Phone number with us. Phone number? 714. Mua có mấy con chim mà coi đóng cái hộp nè, kỹ không? Lát rồi mình phải ký cái tờ giấy này nữa nè. Đó, cái giấy này mình mua chim mấy ngày. Thường thường thì nó có bảo hành cho mình một tuần các bạn. Nếu một tuần mà chết thì vậy là mình đem lại, mình đổi mà lấy tiền lại. Do we have to sign the paper later on? Yeah, but I just signed. No, you don't have to sign. Oh, alright. Is this for the warranty or what? Warranty? No, this is just for the animals that you got. Oh, okay. Yeah. And first thing. Giờ đây là mấy con chim đã mua bỏ trong đây. Giờ trước khi mình về thì mình sẽ dẫn các bạn đi coi người ta bán cá bên này như thế nào.
Oh, we just want to check it out, you know, real quick. Okay. Yeah. Thật sự mình không có rành cành cá lắm, nhưng mà mình biết đây là con cá vàng. Mà cá vàng gì không muốn biết nữa. Mấy con cá này dữ đó bà. Mấy con cá này phải nuôi riêng, không có nuôi chung đâu được đâu. Cái này kêu là cái gì vậy bà? Cái tên đó, dưới đây nè. Rồi tiếng Anh sao biết, tiếng Anh thì biết. Ở đây là tên tiếng Anh không, đúng tên. Đi xuống đây coi cái. Cá vàng. Đi kiếm mấy con cá độc độc. Con không nuôi cá đâu mày ơi. Coi chơi thôi, cái này phụ mà. Ở đây chỗ này bán ít cá quá. Mấy chỗ kia bán mấy con cá sim nữa. Mấy chỗ Besco là một trong những cái chỗ mà bán mấy con thú nuôi mà đứng sau thằng này đó, thì nó có bán nhiều cá hơn này. Còn chỗ này thì chuyên bán mấy con mèo, mấy con khác thôi. Ok. Bây giờ thì sẽ đi về, bỏ mấy con cát vô, sợ nó trong đây nó không thấy đường, nó mệt. Giờ tình hình đã sắm được 4 con chim với giá là 51 đồng, nhưng mà mình có làm một thẻ thành viên thì nó bớt cho mình 10 đồng là còn 41 đồng thôi. Và bây giờ sẽ mang nó về bỏ cho cái chuồng. Thì cái chuồng này ba mình hồi sáng mới đi chợ đồ cũ mua được, chỉ có với giá là 20 đồng thôi. Chuồng rất đẹp, đó hồi mình về sẽ cho các bạn coi, mình sẽ bỏ nó vô. Thì bên Mỹ bây giờ đang là mùa xuân thì thời tiết đang rất là đẹp. Các bạn thấy không, mùa xuân là bên Mỹ là tự động có hoa nở luôn. Bên riêng mình không biết mấy chỗ tiểu bang khác làm sao, nhưng mà cái tiểu bang mình ở Cali cái khu này là bốn mùa rõ rệt, cho nên mùa xuân có mận, có đào, có trai, có gái, có người mua chim. Khoái cười khoái. Hôm nay mang đôi giày đẹp lắm, sẵn quay luôn. New Balance Japan, New Balance Nhật. Sống làm bắt gì mà chồng. Trời, cái chảo tiệm gà thịt sống nó bán thịt, mà nó bán thịt gà mà tự nhiên có bán chim, chồng nó làm gì? Có, có luôn. Bán chim luôn, chim sống luôn. Ồ, hay hay vậy đó. Rồi, vô chồng lấy chuồng chim ra đi. Hello. Đây là mấy người hàng xóm. Ở chồng có bán mấy con mèo, mấy con lắc kè nữa chứ nọ. Ừ, bán tùm lum nó ghê. Mấy nó ớn. Đâu đây nè, đâu đây nè. Trời, đây là cái chuồng. 20 đô. Cái chuồng bự nó bán có 20 à. Cái chuồng này mới mà chắc chú họ mua chắc cũng 7-80 á. Đúng rồi. Đúng không? Có, họ nhìn biết mà. Chuồng đẹp. Là ngày xưa người nào người mà cái người đó từng có cái chuồng này cũng mê chim lắm. Đúng. Sau này chán chim rồi chắc đi tu rồi. Đây thanh niên là thanh niên. Cho nó uống nước gì? Ủa chỉ cần bỏ này vô cho nó ăn là được đúng không? Hình như ba phải mua cái cát gì ba để dưới đây là để cho nó ỉa không có thôi á. Múc đi. Gì? Này để gara rồi không vậy? Đâu rồi. Lần á. Ta mua để ta chơi mà cũng bỏ gara cho chơi. Ôm ngủ luôn hả? Thôi ngó là sao. Vậy thôi, đi dậy mẹ đi, ôm chim ngủ luôn. Đồ ăn là hay ngu. Nghe nó làm. Ủa cái gỗ đâu? Anh cho vô cái gỗ chứ. Gì? Cái đồ ăn anh cho vô cái gỗ á. Trời thông minh thiệt á. Bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ không, sao? Không phải bỏ chén, bỏ vô trong cái gỗ tự động nó gấp nó ăn anh Lâm. Cái nào? Ừ, cái gỗ là để đồ ăn á. Cái nào? Cái gỗ em đưa anh đó, treo nè. Mà cho nó mất tôi đi cạch được rồi. Đúng không đi? Thôi tính sao đi. Sao chứ hả? Cái gỗ nè, đổ đồ ăn đây nè, cái đồ ăn nè, giống như cái máng.
Ồ phải không? Đúng rồi. Chứ không có thôi kệ để vậy đi. Chờ cái chỗ đó cho nó ngủ. Mấy chim mà giỏi lắm được tầng nó cũng vô chảo hết. Curry á. Curry cakes. Rồi. Thả chim vô đi. Lẹ lên, còn đi nữa. Ủa bán của lịch này đây chi vậy? Này. Có mấy cái lồng đèn nữa. Quá đẹp. Giờ mình sẽ bỏ nước vô. Ba mình rất kỹ, ba mình lấy nước khoáng cho nó uống. Aquafina. Nước khoáng tinh khiết. Nè nè này mới vui nè, mở ra nó bay một cái quầy tiền. Nha, cẩn thận nha. Ba mấy đồng luôn á. 650. Ra coi đi, đứng trong trọng làm cái gì? Ra đây coi nè. À mua phép mo nè. Đường biết phải không? Best mo. Nếu nó bán nó có bảo hành nó ra làm có gì mình đổi được á. Ừ. Đó coi chừng nè, cắt thôi, mở ra cắt luôn cái đầu con két. Thì mà ví dụ mà mấy ngày đầu nuôi chết thì đổi được á. Đúng rồi, mình có quyền chứ bọn. Việt Nam mà thua. Việt Nam đổi á. Chừng nhanh lắm. Đổi cái búa vô đầu á. Má mấy chị mới nhanh lắm á. Mấy cái bạn chồng không? Thích chim không? Thích không? Sao kêu bà kêu ba mua đi. Trời ơi. Thôi thôi. Má thôi cầm đi ông nội. Đi làm cho ổng đi, nó bay bây giờ. Bỏ tay vô bắt nó luôn. Tao chừng bóp gãy giò đấy nha. Này. Chim này á đem ổng tuổi ổng mới cắn. Đem về là phải có người nào mà ăn được á, ngủ được á, bắt nó thì nó mới ăn được ngủ được. Còn ngủ được. Ba con là ngủ như heo vậy. Thôi yên tâm. Được chưa? Làm gì sao nó bay được? Một thằng. Hãy xuống. Đây một thằng. Nhà mới nha. Nhà mới nha. Ủa chim này nè. Nó hót không? Đâu hót đâu. Chim mẹ rên không mà đâu có hót. Trời, có chim nào hót đâu, toàn rên không à. Khó quá. Cắn. Rồi còn hai con nữa, lấy qua đây luôn. Cái bốn con rồi. Anh lấy dao rạch góc này cho anh đẩy góc vô được không? Bắt nè, không chắc cắt cắt bên hông. Thôi bắt luôn đi, bắt tay lại đi. Buổi sáng ba bỏ vào đây nè cho con chú Thọ ra chơi. Rồi. À. Nắng nữa. Trời, như người nắng. Trời ơi, thôi ông nào đi. Ba à, ông giỡn đâu. Trời xanh có mận có đào. Có trai có gái. Có người mê chim. Và bốn em đã vô trường. Và bây giờ sẽ lựa một chỗ. Có được có cái không? Là làm sao mình biết được mấy con này mấy con đực cái? Mấy nhỏ bán nó biết. Mấy nhỏ bán nó biết. Nghĩ nó nuôi cho nó nuôi khoa học lắm. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi giờ sẽ để một chỗ và kiếm chỗ để cho nó. Ủa mấy con này nó có đá với nhau không ta? Không biết hả? Và đây là cái giường sau nhà của mình. Thì mình sẽ buổi sáng thì mình sẽ quyết định mang ra máng ở đây. Chứ mà mấy con chim mấy bạn để trong nhà hoài nó sẽ buồn. Các bạn nghĩ sao? Hay là máng ở đây? Cây này thấy gớm quá, nhìn trơ trụi quá. Gớm này đẹp nè, máng lên cây đó. Ok.